Văn Hậu bất bình với cầu thủ Thanh Hóa. Sau khi ngồi ngoài ở trận gặp Đà Nẵng, Đoàn Văn Hậu trở lại đội hình xuất phát khi câu lạc bộ Hà Nội đấu Thanh Hóa trên sân khách tại vòng 23 V-League. Đối trọng của Văn Hậu là Lê Xuân Hùng, số 9, cầu thủ sinh năm 1991 từng thi đấu ở Thái Lan và Lào. Kinh nghiệm và sự tinh quái của Xuân Hùng khiến Văn Hậu khá vất vả. Phút 50, trong một tình huống truy cản thất thế, Văn Hậu bị đối phương tác động vào mặt. Hậu vệ câu lạc bộ Hà Nội ra đòn trả đũa thì bị trọng tài Nguyễn Viết Duẩn phạt thẻ vàng. Hậu đã nhận 3 thẻ vàng và sẽ bị treo giò ở trận kế tiếp. Bất mãn với trọng tài, Văn Hậu tỏ thái độ mỉa mai đối thủ. Xuân Hùng lúc này vẫn nằm sân ôm mặt lăn lộn. Hậu làm động tác cho rằng cú đánh của anh không khiến đối phương bị đau đến thế. Thi đấu những trận sân khách luôn khó khăn với câu lạc bộ Hà Nội. Nhiều đồng đội động viên Văn Hậu kiểm soát cảm xúc. Từ thời điểm bị Thanh Hóa gỡ hòa một đều, nhiều cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội tỏ ra nôn nóng và dễ bức xúc với những quyết định thổi phạt của trọng tài Duẩn. Với tính chất quan trọng ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch, trận đấu giữa Thanh Hóa và Hà Nội diễn ra căng thẳng với nhiều pha va chạm nảy lửa. Trong ngày trở lại, Văn Hậu tích cực lên công, về thủ, có nhiều nỗ lực dứt điểm. Tiếc nuối nhất của Văn Hậu là cú đánh đầu đi vọt xa phút 68. Đây là pha bóng Hậu bật cao và chọn vị trí tốt, còn thủ môn Thanh Diệp của Thanh Hóa đã bỏ khung thành để lao lên. Không thể có thêm bàn, câu lạc bộ Hà Nội chấp nhận kết quả hòa một đều. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!